Xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ là mình xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện kinh dị ma có thật trong cái gia đình của mình nhé bạn. Cái nhà to to đằng kia là ngôi nhà biệt thự cũ của mình, và mình đã chuyển sang nơi khác sống rồi sau khi gặp những sự kiện có ma trong ngôi nhà này. Mỗi lần đi ngang qua ngôi nhà này á là mình có một có cảm giác gì đó rất là ghê sợ và kinh dị ở đó. Thế các bạn có biết lý do tại sao á cái căn tòa nhà biệt thự đó đẹp như thế mà gia đình mình lại quyết định là không ở đó không? Bởi vì trong đó có ma, nói đúng hơn á là một hiện tượng siêu nhiên. Và cái hiện tượng siêu nhiên đó được các nhà khoa học gọi là doppelganger, có nghĩa là hiện tượng song trùng. Vậy hiện tượng song trùng có nghĩa là gì? Đã bao giờ bạn đã gặp một người giống hệt mình dù không có anh em sinh đôi, hay nghe nói người khác kể về gặp một người rất là giống bạn? Hiện tượng này có tên là doppelganger, kẻ song trùng. Doppelganger đôi lúc còn được gọi là quỷ sinh đôi, ám chỉ rằng chúng có thể sẽ cố gắng cung cấp lời khuyên cho người mà chúng ám ảnh, nhưng lời khuyên đó có thể gây lầm lạc và rất là hiểm độc. Chúng có thể gieo vào đầu óc nạn nhân những ý tưởng nham hiểm hoặc đẩy họ vào trạng thái mất lý trí. Vì lý do này, mọi người đã khuyên rằng bằng mọi giá không nên cố gắng liên hệ với doppelganger của chính họ. Nghe thì có vẻ khó hiểu đúng không? Và sau đây là mình xin kể về cái câu chuyện mà kinh dị mà hồi đầu mình đã nhắc đến. Chuyện là cách đây một năm á, là ba của mình là tổng thống ở đây và đã chuyển nơi công tác làm xa. Sau đó nhà mình đã chuyển nhà. Thì gia đình mình gồm có khoảng 4 người, nhưng mà ông nội hôm nay đến đây để chơi thôi. Mẹ của mình là con người và em gái của mình là con người. Bố mình và mình chính là người Enderman đây. Trông rất là khác nhau đúng không? Trong lúc quá trình dọn nhà thì bố của mình có nói rằng là sẽ chuyển sang một cái căn biệt thự to, rộng và đẹp hơn nữa. Thì lúc này là mình rất là tò mò, là không biết là nói như thế nào nữa. Khi đến nơi thì mình rất là ấn tượng, và nhất là ở đây có một cái hồ bơi và rất là nhiều căn bếp, nhiều căn phòng, và mình rất là thích về điều này. Mình và ông nội mình là ở trên phòng tầng 1, còn một phòng bên cạnh là phòng của em gái mình. Và mình thật sự rất là thích những cái phòng này vì nó nhìn rất là đẹp và tiện nghi. Cuộc sống của mình cứ thế yên ấm trong một tuần đầu, nhưng mà bắt đầu sau một tuần đã có một số dấu hiệu hiện tượng lạ xảy ra mà đến cả gia đình mình không ai hiểu gì cả. Ông nội của mình bây giờ cũng đã già rồi nên gặp thường xuyên triệu chứng là mất ngủ, và nhiều khi mình thấy là ông nội mình cứ trằn trọc mãi mà ngủ không được. Bởi vì lý do mất ngủ trên á, cho nên là tối là ông thường ra ngoài ban công và hóng mát ngắm trăng các thứ để cho dễ dàng ngủ hơn. Khi đang ngắm sao ngắm trăng thì ông quay đầu nhìn xuống dưới đường và ông đã rất là ngạc nhiên. Ông thấy bố của mình đã đi bộ và dọc con đường dưới nhà. Ông khi thấy bố của mình đi ra ngoài đường cho nên ông mình đã tự hỏi là ủa thằng con mình đi đâu vậy ta? Nhưng mà sau khi nghĩ lại một hồi chắc là nó chỉ đi ra ngoài đi dạo vì mất ngủ với mình thôi. Cho nên ông cũng không bận tâm đến và ông đã quay về phòng của mình. Sáng hôm sau, sau khi tất cả mọi người đều đã ngủ dậy thì trong lúc ăn sáng là ông mình cũng ghé qua và hỏi bố mình. Wow, sáng nay mày làm món cơm tấm hả? Ngon tuyệt cú mèo luôn đó, có ăn nha. Nhom nhom nhom, trời ơi ngon quá đi. Ủa mà ông nội có chuyện gì mà trông có vẻ rất là khó hiểu vậy? Ồ, thế là cháu đã đoán đúng rồi đấy. Ông đang có một thắc mắc trong đầu á. Này con trai, thì không biết là con có bị mất ngủ không? Tối qua là bố thấy con đã đi bộ ngoài đường, để có phải là con mất ngủ không vậy? Ơ kìa bố, con nhớ là tối qua là con ngủ li bì luôn mà, tại vì mấy ngày nay con bận việc suốt á, đâu có thời gian ra ngoài đâu, con lại còn thiếu ngủ ở đằng khác nữa đó. Ủa, con có nhớ lộn không? Chính mắt là bố thấy là con đã đi bộ ngoài đường, đi là khoảng 15 phút rồi xong quay lại hay sao ấy? Không đâu bố ơi, con đã ở cùng phòng với lại chồng con mà, cho nên con biết thì anh ta là ngủ li bì lắm. Ha, ông nội chắc là ông nội cũng già cả rồi cho nên cũng hơi mất trí một chút, hay là chắc là ông nội nằm mơ hay gì thôi. Chứ làm gì có chuyện đó, tối rồi ai dám ra ngoài đường, ghê lắm. Thế là ta đã nằm mơ à? Lạ nhỉ, nhưng rõ ràng là... Mà thôi kệ đi, được rồi mọi người, chúng ta cùng nhau ăn sáng xong rồi làm việc nào. Cái sự phát hiện kỳ lạ của ông nội mình thì mọi người trong nhà thì nghĩ rằng ông nội mình do già cả cho nên nằm mơ thấy tưởng tượng thôi. Nhưng mà sau vài ngày đã bắt đầu có những hiện tượng lạ xuất hiện nhiều và nhiều hơn nữa. Như là một buổi sáng nọ khi mình bước đến nhà vệ sinh thì mình thấy ở bên cạnh có một cái ấm nước đun sôi. Thì mình rất là khó hiểu tại sao cái ấm nước này thường đặt ở dưới nhà bếp, nhưng mà hôm nay nó lại đặt trước nhà vệ sinh. Và mình nhớ tối qua là mình có đi tiểu thì mình đâu có thấy cái ấm nước này ở đây đâu. Ai đã đặt cái ấm nước này ở đây?
Thì một buổi sáng khác nữa là mẹ mình đã nhận thấy một sự khác thường, đó chính là cái bộ sofa nhà mình đã bị quẳng xuống cái hồ nước. Mà cái hồ này á, ai lại quẳng xuống đó, nhà mình đâu có ai nữa đâu. Thì hôm nọ bố mình cũng kể rằng á, trong lúc mọi người ngủ, bố mình á thì đang bận thức để làm cái dự án gì đó. Và khi đang làm việc á, là bố có nghe tiếng bước chân. Mà thật kỳ lạ, rõ ràng là tối hôm đó là ai cũng ngủ cả, nhưng tại sao bố mình lại nghe cái tiếng bước chân nhỉ? Nhưng mà nghe tiếng hai hoặc là ba người lận, chứ không phải là nghe một người đâu. Khi nghe những cái chuyện kỳ lạ của gia đình mình á, thật sự thì mình cũng có một chút tin mà cũng có một chút không tin. Tại vì á, đã có quá nhiều sự kỳ lạ nó xảy ra rồi, và mình nghĩ là chỉ là một sự trùng hợp hoặc là hàng xóm thì gì thôi. Thì một đêm nọ, cũng như bao mọi đêm, ông nội mình lại mất ngủ, trằn trọc mãi. Ông mình lại mở cửa ra khỏi phòng và tiếp tục hóng mát. Nhà mình có một cái cửa sổ rất là to ở ngoài hành lang, cho nên á, ông có thể đứng từ đây và nhìn ra ngoài. Và ông thường làm như thế mỗi đêm. Thỉnh thoảng trong đêm, ông có nghe những tiếng bước chân. Và đúng như lời bố mình kể thì tiếng bước chân đó là có thật. Nhưng mà ông nội mình không biết tiếng đó phát ra từ đâu. Một lúc sau, sau khi ông đã cảm thấy buồn ngủ rồi, ông bắt đầu quay lại phòng và chuẩn bị vào. Và sau đó ông đã dừng lại khi ông đã nhìn thấy ở đầu hành lang, đó là đứa em gái của mình. Và nó đang đứng ở phía hành lang kia. Đầu của nó cứ cúi gầm xuống và không nhìn thẳng vào phía trước. Nó đang chuẩn bị tiến lại gần ông. Khi thấy cháu gái mình đang đứng đó thì ông mình mới hỏi: à, này Yuka, à, tối rồi cháu làm gì đó? Cháu đi vệ sinh à? Em gái mình không trả lời, cứ như là ông nội mình không có tồn tại và hỏi nó có gì vậy. Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Jackie đây. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu Minecraft ông nội kể chuyện tập thứ 99. Trời ơi, gần 100 tập rồi đấy. Cố lên nào. Thì bây giờ là mình sẽ đến nhà ông nội mình. Thì không biết là nhà ở đâu nhỉ? Thì ông nội của mình á là nói là ở khu này nè. Để mình kiếm coi. Khu này nhà ông nội nằm ở... À, ông nội rồi, trời ơi, ông nội. Nhớ ông nội quá à. Cậu vừa gọi gì tôi đấy? Không phải ạ. Ông tên là Enderdown hả? Ê, xin tôi xin lỗi. Ôi, nhìn ông ta là nhìn giống ông nội quá à bà ơi. Hay giống không? Ồ, trời ơi. Được rồi, đây nè. Đây mới là nhà ông Yoku nè. Vậy là mình cũng nhầm chứ được nữa. Được rồi, bây giờ là mình sẽ vào nhà thôi. Ông nội ơi, cháu vào đây. Wow. Nhà hôm nay nhìn rất là lạ nha. Nhìn rất là thoáng mát tiện nghi luôn. Có vẻ lẽ là rất là đặc biệt luôn nha bạn. Ôi, ôi hay quá đi. Ông nội ơi, cháu đến rồi đây ông nội ơi. Chào cháu, hôm nay thế nào rồi? Cháu rất là vui khi đến nhà ông ạ. Được rồi, ông nói chưa, để cháu lấy đồ ăn nha. Mặc dù đây là đồ ăn của ông nhưng mà cháu cứ lấy ra vậy. Được rồi, ông ăn đi, đồ ăn của ông đây. Wow, ngon quá, ăn một thứ một miếng coi. Ngon ghê á. Đã quá. Chào cháu, vì hồi nãy là cháu nói cái gì cơ, cháu thấy ai cơ? Cháu hả? À, ông nội nghe từ bên ngoài luôn hả? Hồi nãy á, là cháu thấy một người giống, rất giống ông nội nha. Ông đứng ở ngoài, thì ra đó là người khác, nhưng mà nhìn trên lưng ông giống ông lắm. Chứ thấy tại sao nữa? Ừ, giống nhau à. Vậy là cháu đã từng nghĩ đến việc đó chưa hả? Cái việc hồi đó chúng ta đã gặp những kẻ song trùng á. Ông nói hả? Hơ, những kẻ song trùng á? Đúng rồi, chúng ta đã từng gặp rồi. Nhắc đến là sợ quá à. Trời ông nội chỉ nhắc là chi vậy, sợ lắm. Bởi vậy, có những người trên thế giới này á rất là giống chúng ta cháu ạ. À, đúng rồi bạn ơi, ai đã nghe về câu chuyện kẻ song trùng chưa vậy? Ông nội mình á và mình đã từng gặp tình huống đó rồi, và phải chỉ nhà thôi, rất là sợ đấy. Hay là ông nội giờ kể lại cho mọi người nghe đi, chắc là mọi người chưa nghe đâu. Thì nếu mọi người chưa nghe thì ông sẽ kể thì câu chuyện là tiếp tục câu chuyện khi nãy. Thì em gái mình á, nó chẳng trả lời ông nội mình câu nào cả. Nó chẳng mở mồm ra một câu nào. Sau đó, nó mới bắt đầu bước chân di chuyển. Yuka, cháu sao thế?
ông nào hỏi mà sao không trả lời? Cháu bị sao à? Cháu bị viêm họng hay sao để ông chữa bệnh cho? Này cháu ơi. Em gái mình không trả lời, cứ thế nó cúi gầm xuống mặt đất và đi thẳng về phía phòng của nó. Ông nội mình mãi nhìn theo, rồi nó mở cửa ra và đi về phòng của nó. Ông nội mình lúc này mới khó hiểu, trước đến giờ là con bé nó rất là hiền lành, ngoan ngoãn và luôn nghe lời cha mẹ, nhưng mà tại sao hôm nay á mình hỏi nó mà nó chẳng trả lời gì? Và mình biết được á là mình nó luôn luôn trả lời mình và nó rất là yêu quý ông. Con bé nó không bao giờ hỗn láo như thế được, chắc chắn á là nó đã gặp chuyện buồn hoặc là có buồn bực chuyện gì đó, cho nên á nó đã không muốn nói chuyện với ai. Và ông đã suy nghĩ như thế. Lúc này thì ông đang mải mê suy nghĩ thì bỗng ông nghe tiếng gì đó ở dưới nhà rất là lạ, vì ở đây lúc này là ai cũng ngủ cả rồi. Sau đó ông thử xuống dưới tầng lầu thế nào. Khi đến đầu cái cầu thang thì ông thử ngó xuống và ông đã nhìn thấy đó chính là mẹ của mình. Mẹ của mình thì lúc này là lấy cái bàn ủi ra và ủi đồ, nhưng mà không biết tại sao nửa đêm rồi ai lại đi ủi đồ chứ. Mẹ của mình lúc này là đang ủi đồ, nhưng mà cách ủi của mẹ nó rất khác ngày thường, bởi vì mẹ không có mạnh tay như thế. Với lại áo ở đây ủi rất là nhăn nheo và không có gọn gàng gì cả. Ông thấy thế nên cũng rất là thắc mắc, ai lại đi ủi đồ chứ? Cho nên ông đã đi xuống cầu thang và hỏi mẹ của mình. Này con dâu à, con ai làm gì thế? Nửa đêm rồi đi ủi đồ chi vậy? Để sáng mai ủi đồ đi, bây giờ thì trễ lắm rồi đấy, bây giờ ra ngoài cảm lạnh đấy. Này con dâu, này, có nghe gì không hả? Mẹ mình đang ủi đồ và khi nghe tiếng ông thì mẹ mình lập tức dừng tay lại và thả cái bàn là ra. Mẹ mình lúc này đứng trơ như tượng, không nói năng, không trả lời ông mình bất cứ câu gì cả. Lúc này ông cảm thấy có gì đó lạnh lạnh trong người, mặc dù trước mặt mình là người quen, con dâu của mình, nhưng mà ông của mình cảm thấy có gì đó rất là khác lạ, cứ như là người nào đó chứ không phải là con dâu. Chờ mãi mà không thấy trả lời, cho nên ông nội mình đã mất kiên nhẫn và đã đi lên lầu. Lúc này là ông hơi mắc tiểu, cho nên ông đã mở cửa nhà vệ sinh ra. Và khi ông nhìn vào trong, ông đã nhìn thấy ông nội đã thấy mình. Đúng rồi, đó chính là bà Hương mình đã đứng trước một cái toilet và có lẽ như là đang đi tiểu. Nhưng mà ông nội mình cứ đợi mãi mà 5 phút rồi trôi qua, thấy mình vẫn đi tiểu chưa xong, cho nên ông nội mới thắc mắc. Này, cháu làm gì mình lâu thế? Tới là ông nội chưa? Mình cũng như em gái và mẹ mình không trả lời gì cả. Nước tiểu cứ chảy ròng ròng xuống, cứ như là mình đã nhịn tiểu được mấy ngày rồi vậy và xả ra cho đã. Cảm thấy có sự bất thường gì đó trong ngôi nhà của mình, cho nên ông nội của mình đã đóng cửa lại và đi về phòng. Ngủ thôi nào, tối nay mình gặp những chuyện kỳ lạ thật đấy. Chắc là mình già rồi. Hả? Gì thế kia? Ông nội mình đã thấy mình đang nằm trên giường và ngủ say li bì. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy là mình đang ở trong nhà vệ sinh mà. Vậy thì đây là ai? Và hồi nãy ai đã đi vệ sinh? Lúc này ông mới hốt hoảng. Này Jackie, cháu dậy đi Jackie, dậy đi. Gì vậy ông nội? Cháu đang ngủ ngon mà ông nội kêu cháu có chuyện gì vậy? Tỉnh ngủ đi, vợ nghe ông nội hỏi nè. Bây giờ nhá, lúc nãy là cháu có đi vệ sinh không hả? Đâu có đâu ông. Cháu thường có thói quen là đi vệ sinh trước khi ngủ cơ. Nãy giờ cháu đang nằm mơ giấc mơ đẹp mà. Hả? Nếu cháu nói vậy thì hồi nãy đến giờ ông đã thấy ai ở ngoài kia? Không lẽ nào? Không được rồi, mình phải hành động thôi, phải sơ tán ra khỏi đây ngay lập tức. Thế là ông nội của mình đã sử dụng dịch chuyển tức thời và đến phòng của từng người thông báo và đưa tất cả thành viên gia đình ra khỏi nhà ngay lập tức sau đó. Mọi người đơ cả người ra bởi vì không hiểu tại sao ông nội lại làm như thế. Và sau đó ông nội mình đã cố gắng giải thích cho mọi người thế nào trong nhà mình đã có ma. Tới lúc mọi người đang cãi nhau thì em gái mình đã chỉ lên. Ơ mọi người, nhìn trên nhà mình kìa. Và khi mọi người ngước nhìn lên thì ai nấy tim đều nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi vì ở trên nhà mọi người, tất cả 5 thành viên, bố, mẹ, ông nội, mình và em gái mình đang đứng trên đó và nhìn xuống. Họ chăm chăm, mắt như là mất hồn nhìn về phía chúng tôi, cứ như là muốn ăn thịt chúng tôi vậy. Và sau vụ việc đó, cả nhà chúng ta đều đã chuyển nhà. Cái nhà đó không ai dám thuê nữa. Một căn nhà có ma, có những con ma song trùng giống chúng ta y như đúc.
và muốn chiếm hữu ta như vậy. Đó, các bạn nghe, có ghê không hả? Có những người giống chúng ta y hệt luôn và muốn chiếm cái nhà đó, muốn thay thế chúng ta làm con người. Ôi, nghe hồi đã sợ đúng không các bạn? Các bạn mà thấy ai giống mình á, hãy nhớ đề phòng cẩn thận nha. Thì ok, có lẽ là chuyện cái này là kết thúc rồi đó. Thì nếu mà thấy cái series này của mình á, để mình một like, một share, đồng thời là like comment ở dưới là mình nên làm gì tiếp ở tập Minecraft ông nội cái chuyện là sao nha. Tập hôm sau là tập 100 rồi đó. Bye bye mọi người. Bye bye.